Mùa xuân chiến thắng quân ta, chiếm lại Thăng Long thành, đồng reo hò đoạt được chiến công. Đem chính quen về cho tổ quốc non sông, uy danh quan trung làm chấn động. Địch quân nghe đến đều kinh hoàng, một vị lãnh đạo anh tài chỉ huy binh hùng dũng lược trí mưu. Trận đánh diễn ra vô cùng ác liệt, quyết giành lấy phần thắng về mình. Quân ta hăng hái diệt thù, phải chiếm kỳ được cố thành Thăng Long. Hôm nay là ngày Tết Nguyên Đán, quân thanh kề chén ly bì, mãi vui say nào có biết gì. Đây là cơ hội tốt cho quân ta, Nguyễn Huệ bèn huy động hết toàn lực, và trẻ gái trai dốc hết một lòng, khắp nơi đều tập trung về cùng tham chiến. Mặt trận đông ta chuẩn bị vũ khí và lương thực, cùng hoạch định một chiến lược gồm những trang dụng tướng, để thi hành kế hoạch ban ra. Đâu đó đều chuẩn bị sẵn sàng chờ giờ mở cuộc tấn công. Tướng quân trên dưới một lòng, quyết diệt quân thù để lập chiến công. Đạo binh chia quân ra làm bốn mặt, di chuyển theo mặt lệnh, tất cả đều tiến vào một lượt. Giới thế rộng kềm chặn ngang, làm địch quân vô phương chống cự, tình thần bị lung lạc. Nên hàng ngũ qua một cơn quảng hốt hải kinh, chúng đã làm vật hy sinh. Bọn quân thanh hoàn toàn tiêu diệt, mở quyết lộ chúng tìm cách để thoát ra, nhưng bị dòng dây quân ta, không tên nào được cứu tha. Quân Tàu thấy nằm dòng chất ngồi ngang, quân ta đắc thắng dễ dàng, tất cả đều biểu lộ hân hoan. Thăng Long thành giờ thuộc quyền sở hữu của ta, bao năm vào tay quân giặc, nay đã về nước Việt thân yêu. Cũng nhờ sự hy sinh tận tụy và lòng quả cảm của ba quân, đem sinh mạng điểm tô cho nó trong đất diện. Đuổi quân thù giành lại mảnh đất quê hương, giải tỏa áp lực bảo tàng.
chìm nổ lễ ngoại bang. Từ đây quốc gia được ngăn thanh bình, dân chúng sống yên lành. Không còn những ngày và lo sợ, ngoài chiến tranh đã tắt từ đây. Không còn cảnh bừng sôi lửa đạn, đồng bào khỏi dương thảm nạn. Không còn đổ dòng máu nhiệt quang, nhờ có bất minh dương Nguyễn Huệ dẹp tan lũ quân tạo cuộc dòng, giành lại quyền tự chủ trong khung trời hạnh phúc tự do, đem lại một đời sống mà dân lành thoải mái yên vui. Non sông nước Việt bừng sáng, từ đây điểm nét tươi đẹp vinh quang, chế độ bảo tàng tiêu diệt, mộng xâm loạn đã bị dở tan. Đạo quân thánh chuỗi tàn, hết dở trò hóng hách hiên ngang. Trên đường rút lui, đám tàn quân kéo chạy về Tàu. Phải trả cho người Việt, dân ta vốn